từ năm 2004 đến nay, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ thực hiện gần 27.350 công trình phần diệt, làm lợi cho cộng đồng hàng trăm tỷ đồng. Tiêu biểu như hoạt động đền ơn đáp nghĩa, sửa chữa và xây dựng 1.100 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, hoạt động xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, làm lợi cho cộng đồng bình quân 10 tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, nhiều mô hình giáo dục lý tưởng, truyền thống lịch sử được tuổi trẻ thành phố triển khai sâu rộng trong đoàn viên thanh niên, qua đó góp phần khơi gợi trong mỗi người trẻ lòng yêu nước và tự hào nguồn cội động lực lớn lao nhất để người trẻ tiến về phía trước